yêu ơi, hôm nay thì thời trang Nori mới về cho các chị yêu mình một siêu phẩm đầm mới có mã số là DP424. Đầm em mặc đây sẽ có cho các chị yêu mình 4 tông màu nha. Màu em mặc đây cho các chị yêu mình sẽ là tông màu kem, có cho các chị yêu mình đây là màu xanh đen nè, có cho mọi người đây là tông màu đỏ, và có cho các chị yêu mình đây sẽ là tông màu xanh rêu, rất là đẹp các chị yêu nha. Mã đầm DP cho em là 424, Nori sẽ có cho các chị yêu mình đầy đủ size từ size S cho tới size 4XL, và dành cho chị yêu nào 75kg đổ về cho bên em là vừa. Đây là một cái form đầm thiết kế mới của nhà em với dáng cho chị yêu mình, đó là dáng vải dập ly nha các chị ơi. Các chị nhìn cho em cái form đầm nè. Trời ơi, đầm này form lên siêu đẹp cho các chị yêu mình luôn, với dáng thiết kế là dập ly hai lớp cho mọi người luôn ạ. Em sẽ có cho chị yêu mình đầy đủ size từ S tới size 4X, dành cho chị nào 75kg đổ về là vừa. Cổ sẽ làm cho các chị yêu cổ tròn và thêu hoa nổi 3D cho mình nha. Tay lên sẽ là tay loe cho các chị yêu mình, và mẫu này thì có độ co giãn rất là nhiều, mặc lên cho em cực kỳ thoải mái luôn. Sẽ có bếp lưng và tặng kèm dây cột eo cho các chị yêu, tặng kèm tăng đá các chị yêu nha. Mã đầm DP424 của em mang đây cho các chị yêu mình, các chị có thể mặc đi tiệc nè, mặc đi sự kiện, hoặc là các chị yêu mặc đi chơi đi du lịch cho em cũng rất là đẹp. Form đầm thì xòe bồng cho mọi người và hai lớp cho các chị yêu mình luôn. DP cho em là 424 và kèm cho em số điện thoại. Hôm nay cái mã đầm em mang đây cho các chị yêu mình sẽ có giá đó là 898.000 và miễn ship toàn quốc. Cho nên là chị yêu nào thích thì để lại là DP424 kèm số điện thoại, sẽ có nhân viên của Nori tư vấn cho chị yêu mình chọn pha phù hợp các chị yêu nhé.